Rất hân hạnh được gặp lại tất cả mọi người chúng ta trên kênh YouTube Nhà Đất Huy Hùng bán nhà của Bắc Tân Bình và quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, cũng như trên hệ thống website nhà đất huy hùng.com và trên hệ thống fanpage Facebook Zalo Nhà Đất Huy Hùng bán nhà của Bắc Tân Bình và quận 12. Buổi chiều ngày nay Hùng sẽ đến với mặt tiền đường Nguyễn Duy Cung, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một căn nhà mặt tiền nha mọi người, với diện tích ngang 4m2, độ dài 22m, được thiết kế là một trệt 3 lầu. Hướng nhà mình là hướng Tây Nam, phù hợp cho quý anh chị mình vừa ở vừa làm văn phòng công ty, và phù hợp với quý anh chị chúng ta thuộc phong thủy là Tây Tứ Trạch. Và chúng ta để ý mặt tiền mà tính căn nhà chúng ta, một căn nhà thiết kế theo kiến trúc kiểu Pháp năm 2021. Và nhà mình thì có gara xe hơi riêng, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giặt thờ và sân thượng trước sau nha mọi người. Và chúng ta cùng để ý mặt tiền trước nhà cũng như là con đường trước nhà này. Con đường trước nhà là một con đường 12m, đường nhựa, đường thông, kinh doanh buôn bán, làm văn phòng công ty, mở quán cà phê, showroom, spa đều rất là tuyệt vời. Và con đường này thì chúng ta tha hồ mà kinh doanh buôn bán hay là làm showroom spa nha mọi người. Đường rất là rộng rãi, thoáng mát, ở thì rất là sướng và tuyệt vời. Và căn nhà mình hôm nay Hùng gửi đến mọi người chúng ta là một căn nhà mặt tiền nha quý anh chị. Căn nhà mặt tiền thì sẽ có giá mắc hơn những căn nhà phố, và diện tích của nó cũng rất là đẹp, ngang 4m2, độ dài lên tới 22m, và được thiết kế là một trệt và 3 lầu, bao gồm gara xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Và số nhà mình là số 75. Và bên ngoài chúng ta sẽ có một lớp cửa sắt 4 cánh. Bên trong là khoảng sân xe hơi 5m rưỡi, đậu được xe hơi từ 4 đến 7 chỗ. Phía trên thì có lợp mái và có ốp lát hai bên tường. Nhà cực kỳ đẹp và cao cấp. Giá bán đang được bên Nhà Đất Huy Hùng chào ra cực kỳ mềm, với giá bán 10 tỷ 900 triệu đồng, còn thương lượng chốt đỉnh với anh chị chủ nhà. Thì quý anh chị chúng ta quan tâm đến căn nhà mặt tiền đường có gara xe hơi riêng cũng như là vừa ở vừa kinh doanh buôn bán này, hãy gọi đến cho bên Nhà Đất Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Và chúng ta sẽ di chuyển vào trong. Vào trong thì chúng ta sẽ có một lớp cửa cuốn và một lớp cửa nhôm sinh pha nha mọi người. Bên trong thì chúng ta sẽ có một cái khu vực tam cấp đi lên, có những cây xanh trang trí. Và di chuyển vào trong chúng ta sẽ tới cái không gian phòng khách. Phòng khách nhà mình thì được tặng một bộ sofa, và bên trong phòng khách thì được gia chủ ốp giả đá và có dán dây dán tường cũng như là tranh đá, và những mảng tường được ốp lát nhựa giả gỗ rất đẹp và cao cấp. Phía bên trên là trần thạch cao và đèn chùm được làm cực kỳ sang trọng theo kiểu kiến trúc Pháp năm 2021. Và căn nhà này là một căn nhà mặt tiền nên là chúng ta thấy có giá bán trên 10 tỷ. Nhưng mà nhà mặt tiền đường rất là rộng nha mọi người, phù hợp cho đại gia đình mình có thể vừa ở vừa kinh doanh, làm showroom spa hay là kinh doanh mua bán đa ngành nghề. Vị trí cực kỳ VIP, và quý anh chị quan tâm hãy gọi đến cho bên Nhà Đất Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình để được Hùng tư vấn và dẫn đi xem nhà, cũng như là được hỗ trợ vay ngân hàng từ 60 đến 80% giá trị căn nhà. Và căn nhà mình thì vị trí vô cùng đẹp nha, nằm ngay ngã tư Quang Trung và Phan Hữu Ích, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Khi chúng ta mua thì sẽ được gia chủ tặng lại một số nội thất như chúng ta đang thấy đây. Di chuyển vào bên trong chúng ta thấy có hồ cá này, có hồ cá ngay phía dưới cầu thang này. Và hồ cá thì có thả cá và có những ánh đèn. Vô đây tiếp tục chúng ta có một bậc đi lên khu vực bếp và cầu thang. Cầu thang thì với mặt đá hoa cương, tay vịn được làm bằng gỗ căm xe và kính cường lực 10 ly nha. Nhà này là nhà chính chủ xây ở nha quý anh chị. Bên trong là khu vực không gian phòng bếp thì chúng ta sẽ có những bức tranh, những mảng tường trang trí, giấy dán tường, hoa lá cành. Phía trên là trần thạch cao, đèn chùm và trần được đóng và trang trí rất đẹp, có những bức tranh trên tường. Khu vực bếp thì có tủ kệ bếp trên dưới được làm bằng chất liệu gỗ công nghiệp màu trắng. Phía sau là khoảng giếng trời và phòng vệ sinh cuối nhà. Đây là khoảng giếng trời này, khoảng trời cuối nhà nha mọi người, và phòng vệ sinh. Diện tích tới 4m2, độ dài tới 22m luôn nha mọi người, rất là dài. Và diện tích công nhận số là hết đất. Chúng ta có gần 90m2 đất. Và giá bán đang được bên chủ nhà đưa ra là 10 tỷ 900, còn thương lượng giá bán cực kỳ mềm. Quý anh chị quan tâm có thể gọi đến cho bên Nhà Đất Huy Hùng để được Hùng tư vấn và dẫn đi xem nhà, cũng như là được hỗ trợ
pháp lý vay ngân hàng từ 60 đến 80% giá trị căn nhà. Và riêng căn nhà này thì là một căn nhà có thể vừa ở vừa kinh doanh bán, nên quý anh chị chúng ta mua thì rất là tuyệt vời. Đường xá rất là rộng, đường mặt tiền đường hàng 12 mét có vỉa hè, và có thể kinh doanh buôn bán đa ngành nghề, đường thông nha mọi người. Chúng ta đang di chuyển lên trên lầu. Nhà này thì đặc biệt có phòng ngủ rất là rộng nha. Chúng ta đang vào tham quan phòng ngủ này. Phòng ngủ thì được gia chủ ốp gạch lên cao khoảng chừng 1m2. Phòng thì rất là rộng rãi đây mọi người ơi. Nhà làm rất là cầu kỳ, với những tường được đóng thạch cao, trang trí trần thạch cao. Và phòng thì quá rộng. Phía trước là cửa ra ban công, và ban công phía trước đây. Ngoài đây là thạch cao nha. Đó, quá đẹp nha mọi người. Phòng ngủ thì được ốp lát hết 1m2 lên, rất là sạch. Phía dưới là gạch 60. Và mỗi phòng ngủ thì đều có phòng vệ sinh trong, với bồn tắm và bồn cầu, cũng như là vòi tắm hoa sen và sân thuyền, lavabo, bồn tắm đứng cũng có luôn nha mọi người. Chúng ta vừa tham quan xong phòng ngủ đầu tiên. Nhà lệch tầng nha quý anh chị. Lệch tầng thì ngoài hành lang cầu thang rất là rộng, với giếng trời cực kỳ thoáng này. Đó, chúng ta thấy này, quá là hầm hố luôn nha. Thiết kế rất là lạ và độc. Có giếng trời to đùng ở giữa này, có thể gắn thang máy được luôn nha. Chỗ này chúng ta có thể gắn thang máy này. Đó, quý anh chị thích gắn thang máy thì có thể gắn ở đây nha. Rất là rộng rãi này. Và phòng ngủ số 3 cũng khá là rộng rãi. Phòng ngủ rất rộng. Đây, gia chủ bố trí cái tủ áo ở đây nha mọi người. Phía trên cũng là trần thạch cao, quạt gió. Và phòng ngủ thì được gia chủ gắn máy lạnh sẵn rồi. Chúng ta mua chỉ việc xách vali về ở thôi. Máy lạnh ở đây là máy lạnh LG nha mọi người. Đây, chúng ta có máy lạnh LG đây rồi. Cửa sổ ra giếng trời phía sau, cửa nhôm xin pha. Và phòng vệ sinh. Wow, phòng vệ sinh rất đẹp nha quý anh chị. Với bồn tắm đứng này, vòi tắm hoa sen, bồn cầu và lavabo rửa mặt. Quý anh chị đang xem phòng ngủ số 2 của căn nhà mặt tiền đường Nguyễn Duy Cung, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà thiết kế lệch tầng, được trang trí và làm khá đẹp và bóng bẩy. Mỗi lầu thì chúng ta sẽ có một cái sảnh kho để đồ như thế này. Đó. Và phòng ngủ số 3. Đây là phòng ngủ số 3 nha quý anh chị. Thì phòng ngủ số 3 thì chúng ta có cửa ra ban công. Và ban công để cây xanh này. Đây là chủ đề cao nha mọi người. Đó, đề cao luôn nha. Cửa nhôm xin pha ra ban công. Đó, đóng lại. Phòng thì làm rất chắc chắn này. Thì gia chủ ốp gạch lên cao 1m2. Phía trên là trần thạch cao. Tường C20 nha mọi người. Nhà này tường C20 luôn. Đó, rất là chắc, rất là kiên cố nha. Phòng vệ sinh với bồn cầu phía ngoài và lavabo phía ngoài. Bên trong là bồn tắm đứng và vòi tắm sân thuyền, vòi tắm hoa sen. Nhà mình thì có 5 phòng vệ sinh cho 5 phòng, 4 phòng ngủ. Ta sẽ lên phòng ngủ số 4 này. Đây là phòng ngủ số 4. Thì có tủ áo, 2 phòng ngủ phía sau thì có tủ áo và có máy lạnh nha. 2 phòng ngủ phía trước thì gia chủ chưa gắn máy lạnh. Đây. Quý anh chị quan tâm thì hãy bốc máy và gọi đến cho bên nhà đất Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Nhà nằm ngay ngã tư Quang Trung và Phan Huy X, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Vị trí đẹp từ nhà mình, sát bên là công viên làng hoa, chợ nhà thờ Hạnh Thông Tây. Ra sân bay 10 phút và đi về trung tâm thành phố 20 đến 30 phút xe máy. Giá bán cho căn nhà mặt tiền này là 10 tỷ 900 triệu đồng còn bớt. Quý anh chị được hỗ trợ vay ngân hàng, được xem pháp lý giấy tờ rõ ràng trước khi mua. Và rất là nhiều những đây là phòng thờ. Phòng thờ nhà mình này. Phòng thờ rất là rộng rãi nha mọi người.
Đó, phòng thờ cực kỳ rộng và sang. Đây là sân thượng trước. Sân thượng trước này trồng cây xanh, trồng hoa và có những cái lục bình phía trước nha. Đây được ốp đá và đây là con đường trước nhà. Nhà mình thì không bị đâm hẻm nha mọi người. Xém đâm hẻm. Có con đường trước nhà. Và chúng ta lên khu vực sân thượng sau nha. Sân thượng sau thì chúng ta sẽ có phòng giặt và sân phơi. Đây là khu vực không gian phòng giặt và sân phơi này. Chúng ta để máy giặt đây, phơi đồ. Đó. Nhà đốt hết luôn nha mọi người. Chúng ta có cầu thang lên trên nữa này. Đó, chúng ta lên cả được sân thượng trên luôn nha mọi người. Đây Hùng lên cho mọi người xem luôn. Có cầu thang thì Hùng sẽ lên. Và ngoài đây sẽ là năng lượng mặt trời. Nước nóng. Và đây chúng ta sẽ tiền đường rộng thanh thang. Chị quan tâm thì hãy gọi cho Hùng nha. Rồi, nhà đất đi Hùng, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị mình ở những video tiếp theo.